Đây là video tệ nhất từ nãy đến giờ. Có rất là nhiều điểm sai trong video này và thật sự là đến mức cả tối kỵ. Và video này không nên được phát còn đúng hơn. Xin cảm ơn nhãn hàng Mark cùng với là anh Tuấn đã có mặt ở đây để mang tới một trải nghiệm rất tuyệt vời cho tất cả các thí sinh. Phương rất là thích cái câu của Tuấn, đó là các bạn cần phải thể hiện cái tố chất ngôi sao trong chính bản thân bạn. Và cái cách mà Phương dựng thì mỗi một bạn sẽ thể hiện được cái tố chất của mình ở bên trong. Cách dựng của mình thì mình sẽ dựng nó nhanh mạnh dứt khoát hơn và đưa những tiết tấu nhạc vào, và đặc biệt là đưa rất là nhiều thông tin liên quan đến cái sản phẩm vào để cho khán giả có thể ngay lập tức cảm nhận được những cái giá trị thông qua sản phẩm đấy. Thì đây là một cái clip mà hy vọng sẽ nhận được cái sự góp ý thêm từ phía của anh Tuấn. Trên mặt bằng chung, team Vũ Thu Phương là team mà có sự thể hiện rất tốt, nhanh, gãy gọn. Tất cả các bạn làm việc rất là tốt. Tuy nhiên, Tuấn cũng phải xin lỗi trước, bởi vì chắc chị Vũ Thu Phương sẽ không thích những điều mà Tuấn sắp nói tới đây. Một nhãn hàng khi mà bút một cái sản phẩm đều có những cái yêu cầu nhất định, và việc làm đúng đủ là cái điều rất rất quan trọng. Ý tưởng của nhãn hàng đó là cho một cái nụ hôn treo ngược, và mình không biết rằng thí sinh đang được treo ngược cho tới khi mình có một cú quay đó để có một cái twist cuối cùng. Nhưng mình đã cho thí sinh treo ngược ngay từ đầu tiên. Từ đầu đến cuối video này, cây son của Mark bị treo ngược. Không ai đọc được logo của Mark, không ai đọc được dòng chữ Lucky Kiss Inc. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu như ý tưởng của mình đó là cho thí sinh treo ngược ngay từ ngày đầu tiên, thì hãy từ đầu hãy cho bạn cầm ngược cây son đi. Đừng để cho đây là một cái sự bất ngờ từ phía nhãn hàng tới khi nhận được sản phẩm cuối cùng là oh my god, tất cả mọi thứ đều ngược với lại ý tưởng của mình. Thực sự trước khi mà quay cái clip của mình lên trên màn hình lớn ấy, Phương còn tự tin lắm. Ở trên set mình vẫn rất là tự tin. Tự tin hoàn toàn với tất cả mọi thứ là diễn ra đúng, bởi vì thực sự mình cũng là một người kỹ tính. Và mình đã phạm phải một cái lỗi mà nó rất là lớn. Khi mà dạy các con là cứ phải chú ý là son nó phải thẳng, xoay chiều với lại camera. Thế nhưng mà thực ra khi mình nhìn từ xa đúng không, mình không có quá chú tâm đến cái logo nữa. Mình tập trung vào cái mặt biểu cảm của các em thôi. Nhưng mà rất là tiếc là đến khi mà mình chú ý những cái tiểu tiết khác á, thì mình quên đi một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Đây là lỗi rất là lớn của mình. Cũng phải nói rất là thẳng thắn, cái này thật sự không phải lỗi của thí sinh. Và điều này làm mất cái khả năng của thí sinh rất là cao. Bởi vì thí sinh có sáng đến cỡ nào, có đẹp đến cỡ nào, mà cái sản phẩm cuối cùng không sử dụng được thì nó cũng là một sản phẩm không sử dụng được. Thực sự Phương giận nhất là giận chính bản thân mình. Bởi vì không biết Phương mở mắt Phương lú thế nào mà Phương lại có thể bỏ sót một cái lỗi quá lớn như vậy. Cái lỗi đó nó là lớn quá rồi, mình có nên nói mấy khác. Nhưng một lời khen, đây là một cái video dựng rất đẹp, mang cái tính chất thời trang rất là cao. Điều mà Tuấn cực kỳ thích ở video này, thí sinh này thể hiện một tính cách rất tốt, rất đẹp, rất hiện đại. Bạn thể hiện vừa được đẹp về bộ đồ, bạn thể hiện đẹp về make up, bạn thể hiện được đẹp về sản phẩm. Và thật sự là gần như bạn được sinh ra dành cho cái layout này luôn. Năng lượng của bạn, nếu bạn cứ giữ như thế này, chắc chắn bạn sẽ đi rất xa. Cảm ơn Tuấn. Xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với clip của thí sinh tiếp theo ạ. Một lần nữa, cây son lại bị ngược, không thể hiện được logo. Thật sự thì Trung thấy là Vũ Thu Phương là một người không bao giờ sai trong tiểu tiết. Và... Dạ, em nói luôn ạ, 4 clip của em đều bị vấn đề về son ngược ạ. Được chưa? Phương thấy là Phương xong luôn rồi. Có nghĩa là đội Phương fail toàn tập. Phương nghĩ rằng là không có cái gì có thể cứu lại được kết quả này. Bởi vì Phương đặt Phương vào nhãn hàng thì Phương thấy rằng đây là một cái lỗi vô cùng lớn của chính bản thân mình. Chúng sẽ chốt lại một câu. Ở trong cái thử thách chính này, chúng tôi muốn nhìn xem các vị huấn luyện viên phải có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Chúng tôi đã để cho các vị huấn luyện viên cảm nhận được một cái bối cảnh lớn khi thí sinh của mình bị treo lên trên, và một cái màn hình cận cảnh 75 inch.
Và thật sự tôi cảm thấy cái sự yêu thương cũng giống như cái tình cảm của các vị huấn luyện viên dành cho thí sinh của mình rất là nhiều. Và đây chính là bẫy đó ạ. Nếu như Tuấn bỏ qua hết tất cả mọi thứ về cái việc là logo và sản phẩm á, thì đây là một clip rất rất mạnh. Tiếc ơi là tiếc. Thật sự, ngày hôm qua trên set, Hoàng Oanh là một trong những thí sinh có thể thể hiện rất là tốt. Cá tính có, sự ngôi sao có, thể hiện tốt. Và nếu như mà bạn làm đúng với ý tưởng của nhãn hàng á, thì đây sẽ là một cái clip mà sẽ thu hút được khách hàng và khách hàng sẽ rất muốn thử dòng son này. Cảm ơn Tuấn đã góp ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo của team huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Quá màu, quá mồi, 24 giờ không trôi. Mark Kim Challenge cùng Mark Rock Kissing. Đây là video tệ nhất từ nãy đến giờ. Dù là bạn Tuấn Anh có một cái ngoại hình rất là mát, rất là thời thượng, nhưng tất cả những gì thể hiện được trên sản phẩm cuối cùng là cái mà Tuấn sẽ đánh giá. Có rất là nhiều điểm sai trong video này và thật sự là đến mức cả tối kỵ. Và video này không nên được phát còn đúng hơn. Cái điều tối kỵ nhất đó là bạn dùng ngón tay giữa để bạn đánh cái son ra. Và đây là điều mà Tuấn đã nhắc chính huấn luyện viên Vũ Thu Phương trên set rồi. Và không hiểu tại sao mình lại bỏ qua cái tiểu tiết này. Xin lỗi Tuấn rất là nhiều bởi vì một sự sơ sót của Phương. Khi mà được nhắc về cái tay là Phương đã ngay lập tức làm lại cái scene đó rồi. Nhưng mà thực ra cái scene kia thì khi mà lên hình ấy, nó lại không đã bằng cái này. Với lại lúc mà mình không để ý kỹ về cái việc, lúc đó mình cứ nghĩ trong đầu đó hơi bị loạn rồi đó. Thì thôi mình không đổ thừa thời gian. Nên rất là tiếc, rất xin lỗi nhãn hàng về cái việc này. Chúng ta sẽ cùng đến với video của thí sinh cuối cùng trong team huấn luyện viên Vũ Thu Phương ạ. Đối với video clip cuối cùng rồi thì Tuấn không nhắc lại về cái vấn đề kia nữa ha. Đối với bạn Xuân Hạnh này á, bạn thể hiện được cá tính của mình. Có những cái khung hình, cái gương mặt của bạn rất là đẹp và bạn thể hiện với sản phẩm rất là tốt. Và bạn luôn luôn để cái sản phẩm gần với mặt của mình nhất có thể. Và đây là một cái điểm cộng rất là lớn đối với bạn, thể hiện cái sự tôn trọng sản phẩm của bạn. Có một cái điểm hơi tiếc, đó là huấn luyện viên Vũ Thu Phương đã chọn cho một thí sinh hỗ trợ quá mạnh, hỗ trợ đoạn cuối của bạn. Là gần như là ánh nhìn của Tuấn đi vào cái bạn thí sinh hỗ trợ chứ không phải là về bạn Xuân Hạnh nữa. Có thể là mình sẽ phải suy nghĩ lại cái chiến lược khi mà mình chọn kể cả thí sinh hỗ trợ của mình. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều về những lời góp ý. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam, The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 23 tháng 7 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.